Ngày 18 tháng 8, hãng tin Reuters cho biết theo cuộc thăm dò ý kiến trên toàn nước Mỹ của Reuters, Ipsos, được tiến hành đầu tuần này, có 46% người Mỹ trưởng thành ủng hộ những gì ông Biden đã thể hiện khi tại nhiệm, mức thấp nhất được ghi nhận trong các cuộc thăm dò hàng tuần kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống hồi tháng 1. Tỷ lệ này cũng giảm 7 điểm so với mức 53% được ghi nhận trong một cuộc thăm dò tương tự của Reuters Ipsos vào hôm ngày 13 tháng 8. Hãng tin Reuters giải thích, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm đi khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, quét sạch hai thập niên hiện diện quân sự của Mỹ, vốn đã tiêu tốn gần 1.000 tỷ USD tiền của người đóng thuế và đánh mất hàng ngàn mạng sống của người Mỹ. Tuy nhiên, phần đông cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa và cả cử tri ủng hộ đảng Dân chủ cho rằng sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ Afghanistan là bằng chứng cho thấy tại sao Mỹ nên ra khỏi cuộc xung đột tại đây. Ngày 17 tháng 8, Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục sơ tán các nhà ngoại giao và thường dân ra khỏi Afghanistan, chỉ một ngày sau khi người dân Afghanistan đổ tới sân bay Kabul nhằm tìm kiếm cơ hội rời đất nước. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được tiến hành trên mạng, lấy ý kiến phản hồi từ 947 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò của Rasmussen công bố vào ngày 17 tháng 8 cho thấy đa số người Mỹ, 54%, không ủng hộ hiệu quả công việc của ông Biden, còn 45% ủng hộ. Cuộc thăm dò của 538 được công bố cùng ngày cho thấy 49,9% người được hỏi ủng hộ ông Biden và 43,9% không ủng hộ. Số liệu này đánh dấu tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang ở mức thấp nhất từng được ghi nhận kể từ khi ông nhậm chức tổng thống.